Rồi, ok, chào mừng anh em, ok. Sau những ngày tháng anh chơi xa bờ, đậu xanh hút chích cờ bạc các kiểu. Rồi cuối cùng tôi mới quay video. Ok, nói chung là nội dung hôm nay chúng ta là sẽ giúp anh CR7 vô địch UEFA Euro lần thứ hai, ok. Ok, thế thôi. Ok, thay vì lần trước là tôi quay cái video giúp anh Hà Duy Kiên vô địch cúp C1 thì tôi mới quay có trận vòng bảng với MU. Ok, giờ rút kinh nghiệm lần đó thì tôi quay luôn trận chung kết luôn cho chắc anh em ơi. Thế đó mới gọi là đúng. Đúng cái đó nè. Ok. Giờ méo xong đồ xong cặp nữa vô. Vô. Ok. Đây chơi sẵn tới mà chơi sẵn tới trận chung kết rồi khỏi lo nên mình đây đu gặp Hà Lan ấy. Oh shit, hơi quả này hơi căng, gặp anh Van Dijk anh Dijk cho chết thôi. Xong rồi tiền đạo mình toàn mấy ông nhỏ con với một tài năng chỉ bé 9 tuổi sao mà đổ lại được với anh Van Dijk. Gặp anh Van Dijk, anh Van Dijk đấm chết. Ok, để mình tắt cái nút thay ngờ cái độ mà đang đá hành hành mẹ nó cứ đòi bách thay ngờ không thay ngờ gặt đủ đang đá ngon thì ngon bách thay ngờ. Ok, nhớ chặn anh em nhỉ. Nhớ chặn anh em ạ. Ok, trận chung kết nha, không phải trận vòng bảng đó. Đợi mà chuẩn bị xong trận này là có cúp, quá ngon quá ngon. Trận này là cơ gấp. Ok. Đủ má lâu dữ. À ok, chăm chăm rồi. Nó này. Đó đủ má mà đẹp tới xanh đẹp không? Đủ má xanh đẹp quá cứ kìa. Hiệu ứng sương mờ áo áo. Ui sương, đẹp dữ không? Đó, hiệu ứng sương mờ áo áo. Ui, nem phi đờ bay vô đây, ai đây? Nem phi đờ bay, ui sương. Để phi the bay gapo rồi là con ake nữa rồi xong rồi rồi ok trận đấu bắt đầu nè anh em ơi. Rất đủ quá. Hôm nay thì các cầu thủ bên phía Bồ Đào Nha mặc áo sân khách, còn bên phía Hà Lan mặc áo chủ nhà cơn lốc màu da bờ, cơn lốc màu da cam. Ui rồi ok, tự nhiên được một gấp rồi anh em ạ. Anh nào ơi, dứt dứt quay luôn. Cái đệt mẹ đấy sao không dứt, sợ cái gì mà không ghi bàn, giật mình giống anh cu hay sao. Rồi anh bảy đâu rồi, đây rồi nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Ở cờ dứt luôn đi. Ben anh tài ơi, Ben Ben anh tài ơi, không có Ben anh tài ơi, đủ má tài lô mẹ nhận mua chuột đủ ác sao ác đấy ơi. Dứt vào. Ui anh bảy, anh bảy, anh bảy, 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 bảy. Su được má, mới phút thứ 18 mà anh bảy đã ghi bàn này. Này anh bảy đã quay về thời trẻ đôi mươi. À, méo phải. Đồ má anh bảy, đồ má anh bảy ghi bàn xong anh bảy vẫn không quên nhiệm vụ của mình vất vả. Để chứng tỏ rằng mình méo thua kém gì so với thập phong. Mười gió thì thôi được má, mấy anh cường lớp màu da cam gì tấn công như cất ấy độ má, mấy anh cần sửa cô gái Hà Lan hay sao tấn công yếu ấy đỡ cả. Ơ chết rồi, xong má mới nói xong đụng má, đừng bao giờ đụng cộng lông chim của con thú môn tàu. Ok thế thôi, đụng má tự nhiên dính vào phần ghép vào anh em ơi. Nó đâu ơi, giúp ôi ngon thủ môn ngon, mày xứng đáng làm Buffon của Bồ Đào Nha ngon. Ôi coi đi ôi đù 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 dừng dừng ơi su ai không đúng là làm recon rất sướng. Công nhận một điều làm recon rất sướng, nhưng mà là trong game thôi. Làm recon rất sướng. Được mà anh bị cái bàn chắc chắc chơi dữ, được mà anh bị cái bàn chắc chơi quá các anh.
Mày vào đây, địt cu mày vào đây. Tao mới nạp cặp 20 càng. Mày vào đây, nạp VIP lần đầu được ưu tiên. Địt cu nhoi. Ở đâu mà. Xong mày. Địt cu mày, ra mốt BB. Ở đâu, what the gì ba? 500 mấy gì này, chắc chắn gì thằng bên Hà Lan chắc chắn 500 hay sao? Đón đâu? Asus Speed. Có gì gọi ra phiên lệ ao gọi Asus Speed cho anh. Gọi bằng Asus Speed. Vì nhà rất là giống nhau đi lên Black Black. Rồi Asus Speed. Rồi đi vô đó coi. Ôi, không bao bảo táp không mình chơi tạc là ngon. Cứ là mà đủ má cứ đông. Má mấy nhân mấy nhân các cái này ôi shit. Thôi anh em nào ráng đồ nét cho tôi để tôi có chút tiền nữa thôi. Mua máy nào xịn xịn đi chơi bật đồ họa ôn cha đủ má cho chắc luôn. Máy này đồ họa Brazil, đồ họa Hoa Kinh. Vãi cái vãi. Bụng thằng này ui xì đạp chúng ngược xì đạp chúng ngược xì đạp chúng ngược đó anh em quá cực độ má mới vào mà đã 20 phải cặn anh em ơi. Ui mày làm gì đây, mày làm gì manh động đây, mày thích đâu mày kì. Ui má bị cướp banner nữa rồi anh em phi đờ bay ơi thế em, anh em phi đờ bay cho em. Cho đại ca em có cúp Euro đi. Cho đại ca em có cúp Euro thứ hai nó đời rồi tạ này. Con bé bảo tác không mình cho tác đến đâu. Cái thằng kia nó nằm xuống đồ thằng. Thằng ra phê lẹo ao suýt méo được vai cả cước anh em ơi. Dứt dứt ôi trời. Đậu phóng gọi má đang chân nó lại hiện nữa không mé tắt rồi mà. Tao nhớ tất cả mà sao nó lại hiền nữa hả? Tao méo tới tin được. Ui dù, ui skill đủ má. Lặng lặng lít lít rồi. Ôi gọn chúng mông lên luôn chứ. Đời này đi ốc sợ ra. Chỉ sợ về nhà má đập rồi. Ui rộng xong rồi, ngu lộ nè. Ngu lộ ơi. Hơn hơn. Hay hơn. Jesus phù hộ, Jesus phù hộ. Như suốt phù ở đây này. Mày làm gì đây? Cái con mẹ mày làm gì đây? Từ mày làm cái gì đây? Cơn lốc cái đéo gì? Cơn lốc cái đéo gì được? What the fuck? What the fuck? À, mình phạm phú luôn quá em ơi, tôi chết mẹ, mình phạm phú luôn quá em. Không sao, ghi được cả. Rồi rồi bú cấp rồi bú cấp rồi ơ anh Mỹ đâu ra cầm cấp chứ ok đi có cấp là được vào có cấp nhà nè tuyệt vời luôn. Cuối cùng thì sau bao nhiêu ngày tháng đau khổ thì anh Bảy cũng đã có cấp UEFA Euro để như là ăn phận tôi ra, ăn phận tôi ra à, anh em ăn phận tôi ra để anh Bảy có thể chứng tỏ rằng mình méo méo thua kém gì con cưng của UEFA à nhầm con cưng của FIFA camera vua. Ok anh em rồi ba anh em video kết thúc tại đây, bữa nào rảnh tao làm tiếp. Ok ba anh em.